Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày rằm tháng 7 âm lịch, một trong những ngày lễ quan trọng của Phật giáo với ý nghĩa là ngày lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ. Vào những ngày này, đông đảo người dân lại hướng về nguồn cội, hướng về công ơn của Đấng Sinh Thành với đạo lý uống nước nhớ nguồn, tạo nên một nét đẹp trong văn hóa của người Việt. Gia đình ông Nguyễn Văn Môn ở khu phố Nam Thành, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên được biết đến là gia đình có truyền thống nền nếp trên kính dưới nhường. Trong nhà ông luôn đầy ắp tiếng cười và sự quan tâm của các thành viên dành cho nhau. Dù công việc bận rộn nhưng các con của ông bà vẫn luôn biết cách thu xếp để có thời gian chăm sóc, đỡ đần ông bà công việc hàng ngày. Tình yêu thương, lòng hiếu thuận vì thế đã luôn được vun bồi và phát triển. Mình cũng ý thức được cái trách nhiệm cũng như là cái đạo hiếu của một người làm con với bố mẹ chồng cũng như bố mẹ đẻ thì cũng luôn là quan tâm chăm sóc, mong là ông bà sẽ luôn khỏe mạnh ở bên cạnh con cháu để gọi là cái phúc của gia đình. Không phải là ngay lúc ốm đau mà những ngày thường này các cháu cũng chăm sóc, cũng chăm lo. Các cháu nó quan tâm, càng quan tâm đến bao nhiêu thì chúng tôi tuổi già lại càng phấn khởi, vui với nhau. Sau 2 năm bị gián đoạn do dịch Covid-19, năm nay lễ Vu Lan Phật lịch 2566, dương lịch 2022 đã trở lại trong niềm vui chung của mọi người. Tại các chùa và cơ sở tự viện, nhân dân và các tín đồ Phật tử đến để tham gia vào các nghi thức mang nhiều ý nghĩa và cảm xúc như tụng kinh Vu Lan, kinh báo hiếu phụ mẫu, cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ, tổ tiên trong gia đình, cùng các nghi thức bông hồng cài áo tri ân công đức sinh thành của cha mẹ. Đây là thời gian để mỗi người thực hành và khắc sâu hạnh nguyện báo hiếu, hiếu hạnh với cha mẹ ông bà và những người thân yêu. Được nghe những bài thỉnh giảng của thầy, được đọc cái kinh Vu Lan, bản thân mình ấy thấy rằng phải báo hiếu bố mẹ nhiều hơn, cố gắng làm cho những người cha người mẹ của mình ấy được vui vẻ hơn, đấy chính là cách báo đáp tốt nhất. Nhà chùa chia sẻ và lan tỏa cùng mọi người, cha và mẹ đó là một vị Phật, một vị Bồ Tát ở trong gia đình. Nếu như bố mẹ ở trong gia đình mình không kính ngưỡng, không phụng dưỡng, không chăm sóc, không yêu thương thật lòng mà đi lên chùa để cầu khấn cũng không có ý nghĩa gì. Và Vu Lan tháng 7 không dành cho riêng ai, cũng không dành cho tôn giáo nào cả. Nếu ai có cha, có mẹ đều có cái mùa Vu Lan và báo hiếu. Mùa Vu Lan chính là mùa của yêu thương, mùa của báo ân, báo hiếu, nhắc nhở mỗi chúng ta hãy luôn sống sao cho vẹn tròn hiếu hạnh, luôn nhớ đến công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ. Đây cũng là nét văn hóa truyền thống hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam.